Xin kính chào quý vị. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kiều bào đóng góp ý kiến cho văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng trong việc xây dựng, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, bản sắc dân tộc Việt Nam. Đời sống của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Trong phần cuối của bản tin, cùng nhìn lại những hình ảnh về cậu bé tí hon Đinh Văn Crể mắc căn bệnh hiếm gặp trên thế giới nhưng đã nghị lực sống với nụ cười luôn nở trên môi. Hiện nay có khoảng 5,3 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cộng đồng kiều bào đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy và quảng bá truyền thống văn hóa dân tộc cũng như hình ảnh đất nước Việt Nam. Trong dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội 13 của Đảng có nêu rõ, bảo vệ và phát huy các giá trị tốt đẹp, bền vững trong truyền thống văn hóa Việt Nam, hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc. Chủ trương này phù hợp với mong muốn của đông đảo kiều bào tại nước ngoài. Hơn 20 năm sinh sống tại Đài Loan, Trung Quốc, chị Trần Thị Hoàng Phượng đã chứng kiến nhiều giai đoạn phát triển quan trọng của cộng đồng người Việt, trong đó có sự thăng trầm của tiếng Việt. Từ chỗ chưa được nhìn nhận một cách đúng mực, hiện nay tiếng Việt đã được chính thức đưa vào giảng dạy trong các trường phổ thông ở Đài Loan, Trung Quốc như là một ngoại ngữ thứ hai cho học sinh lựa chọn. Người Việt của chúng ta hiện nay đã không ngần đưa cái văn hóa của mình vào xã hội Đài Loan mà còn làm cho cái tiếng Việt cũng như cái văn hóa Việt Nam trở thành một cái giá trị đích thực được công nhận và tiếp nhận rất là trân trọng. Giữ gìn văn hóa, trước hết là duy trì tiếng Việt cho thế hệ con em, luôn là mong muốn, là nhu cầu thiết yếu của cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài, mặc dù đó là một hành trình không hề dễ dàng. Về khó khăn, thì ban giám hiệu và giáo viên không hưởng lương mà chủ yếu là duy trì bằng các khoản tài trợ của xã hội. Học tiếng Việt trong các trường học chưa phải là một môn học bắt buộc ở Cộng hòa Séc. Cho nên việc mà con cháu tự nguyện đến trường và tự nguyện học đến tiếng Việt là vấn đề cực kỳ khó. Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội 13 của Đảng có nhấn mạnh cần phải bảo vệ và phát huy các giá trị tốt đẹp, bền vững trong truyền thống văn hóa Việt Nam, hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc. Theo đông đảo kiều bào, để thực hiện hiệu quả chủ trương này, ngoài nỗ lực và tâm huyết của cộng đồng, còn cần hơn nữa sự quan tâm hỗ trợ kịp thời từ Đảng và Nhà nước. Về kiến nghị, cái thứ nhất, khi mà có giáo trình chuẩn thì cũng mong rằng Nhà nước Việt Nam sẽ cung cấp cái tài liệu chuẩn để chúng tôi dạy cho con cháu. Cái thứ hai nữa là về tài chính để hỗ trợ cho các trung tâm duy trì dạy tiếng Việt. Trước hết ấy, thì phải bắt đầu từ cái việc học tập và duy trì tiếng Việt trong gia đình và trong cộng đồng. Sau đấy là việc tìm hiểu và thấm nhuần văn hóa Việt Nam để mỗi người Việt Nam ở nước ngoài thì đều có thể trở thành một người song văn hóa. Việc tiếp thu về văn hóa Pháp ấy là việc hiển nhiên, còn việc tạo nên giá trị văn hóa Việt Nam thì phải là một quá trình và phải luôn luôn bắt đầu từ gia đình. Đảng và chính phủ Việt Nam có những cái hoạt động khích lệ trẻ em trở về nước tham gia những cái hoạt động, ví dụ như là trại hè, giao lưu giữa các trường học. Thông qua cái việc học tiếng Việt này, các em có thể đưa cái văn hóa của Việt Nam không những là phát triển ở Đài Loan mà nó còn có thể trở về Việt Nam để phục vụ cho xã hội Việt Nam. Bản thân tôi suy nghĩ rằng nếu mà chính phủ Việt Nam giúp đỡ, hỗ trợ, quan tâm nhiều hơn nữa thì việc quảng bá, gìn giữ văn hóa Việt sẽ được hiệu quả hơn. Bản sắc văn hóa là ngôn ngữ của dân tộc. Tiếng ta còn, nước ta còn, văn hóa còn, dân tộc còn. Trong dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội 13, Đảng đưa ra định hướng tăng cường xây dựng con người và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Việc hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc vừa đáp ứng định hướng này, vừa phù hợp với nguyện vọng của cả cộng đồng.
cũng nằm trong hoạt động lấy ý kiến đóng góp cho văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng. Ngày 7 tháng 11 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Canberra, Australia đã tổ chức tọa đàm lấy ý kiến của cộng đồng người Việt tại Australia vào dự thảo các văn kiện trình đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Đại diện giới tri thức, các nhà nghiên cứu khoa học, doanh nhân, hội sinh viên Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Canberra đã trực tiếp tham gia tọa đàm cùng đại diện các chi bộ tổng lãnh sự, lưu học sinh Việt Nam từ nhiều vùng trên khắp Australia tham gia theo hình thức trực tuyến. Tại tọa đàm, các đại biểu đã đưa ra nhiều nhận xét, góp ý, đề xuất cụ thể về nội dung các văn kiện, tập trung vào các vấn đề kinh tế, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, phát triển bền vững, v.v. Một số ý kiến cho rằng, phần dự thảo tình hình thế giới và trong nước cần cân bằng hơn giữa các nội dung về thách thức và cơ hội, cần bổ sung đánh giá về các thuận lợi và yếu tố có triển vọng, thúc đẩy triển vọng phát triển kinh tế xã hội, củng cố tính khả thi của các chỉ tiêu đặt ra trong 5 năm tới. Các khái niệm mới cũng cần được định nghĩa, làm rõ nội hàm để thống nhất triển khai và theo dõi đánh giá thực hiện theo lộ trình đề ra. Đặc biệt, các đại biểu cho rằng cần bổ sung nội dung đánh giá về tầm quan trọng và đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Kết thúc buổi tọa đàm, đại biện lâm thời Việt Nam tại Australia Phạm Thị Thúy Nga cho biết, các ý kiến đóng góp tâm huyết của cộng đồng người Việt tại Australia đều được ban tổ chức ghi nhận, tổng hợp và gửi về trong nước, góp phần hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình đại hội Đảng. Mới đây, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bangladesh, Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Bangladesh đã chính thức ra mắt cộng đồng. Nhóm gồm 5 thành viên, đại diện cho các nhóm công dân như nhóm định cư, doanh nhân làm việc theo hợp đồng có thời hạn tại các công ty, dự án và nhóm sinh viên. Trưởng ban liên lạc là anh Đỗ Văn Trọng, một doanh nhân đã nhiều năm gắn bó thị trường Bangladesh, có uy tín và nhiệt tình với các hoạt động chung của cộng đồng người Việt tại đây. Tham dự sự kiện, Đại sứ Phạm Việt Chiến chúc mừng cộng đồng và đánh giá cao truyền thống đoàn kết, tương trợ nhau của cộng đồng người Việt Nam tại Bangladesh, sự gắn bó và hỗ trợ của cộng đồng với Đại sứ quán trong công tác cộng đồng và bảo hộ công dân. Như một dấu ấn đầu tiên trong hoạt động của mình, tại buổi lễ ra mắt, Ban Liên lạc cùng Đại sứ Phạm Việt Chiến đã phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai lũ lụt trong thời gian qua. Thưa quý vị, khu vực châu Âu hiện vẫn là điểm nóng của COVID-19. Mức độ lây lan COVID ở 23 trên 27 nước thành viên Liên minh châu Âu là rất đáng lo ngại. Vậy thì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như vậy ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của cộng đồng người Việt trên thế giới và họ đã phải làm gì để khắc phục được khó khăn này? Và sau đây sẽ là ghi nhận của chúng tôi tại Mỹ, Canada, Pháp và Hà Lan. Trong một tuần gần đây, ở trên toàn nước Mỹ thì mỗi ngày có hơn 100.000 ca nhiễm mới. Chính phủ đã có những chính sách như là giãn cách xã hội hoặc là yêu cầu mọi người đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Mấy tháng trước còn đóng cửa các nhà hàng, quán bar. Mình thì nghĩ là các biện pháp này chưa được hiệu quả lắm vì chưa đủ nghiêm. Cuộc sống hàng ngày của mình thì bị ảnh hưởng nhiều nhất là chuyện học hành thôi. Sang đây đi du học thì mình mong được sử dụng các cơ sở hạ tầng rồi thiết bị hiện đại của nền giáo dục Mỹ, thì bây giờ thì ngồi nhìn máy tính cả ngày dễ mất tập trung. Dù là dịch bệnh có làm giảm thu nhập và xáo trộn các hoạt động thường ngày, thì người Việt ở thành phố mình và ở nhiều nơi mình có cơ hội gặp đã thực hiện nhiều các hoạt động cộng đồng như là quyên góp đồ ăn, vận chuyển thực phẩm cho những người già, những người cao tuổi, những người vô gia cư và những người thu nhập thấp để giúp họ trang trải trong thời kỳ khó khăn này. Canada bắt đầu dịch COVID muộn hơn các nước khác một chút. Và với đợt 2 này thì theo mình đánh giá thì mình thấy là có vẻ là khá trầm trọng hơn đợt 1. Bởi vì so với đợt 1, nếu như mỗi ngày đợt dịch bọn mình thấy được là ca tăng tầm khoảng từ 600 đến 800 ca, thì so với đợt 2 này mỗi ngày bọn mình thấy dịch tăng tầm khoảng từ 1.000 đến 1.200 ca. Đấy là tỉnh bang mình nói riêng. Khá là nhiều người dân Canada và du học sinh như mình bị mất việc. Với những người mất việc như thế thì mình thấy chính phủ có cái chính sách là chu cấp, trợ cấp. Tuy nhiên thì cái khoản trợ cấp đấy chỉ rơi vào khoảng từ 1.000 đến 2.000 đô. Còn đối với những người mà vẫn giữ được công việc của mình thì họ mất thu nhập hàng năm là từ 20 đến 30%. Hồi dịch bùng thì khẩu trang ở đây khá là khó kiếm, đắt đỏ. Nhưng mà hiện tại thì đã thấy nhiều nơi
có cái các quầy bán khẩu trang cho người dân. Tuy vậy, tuy nhiên thì em thấy giá vẫn hơi cao. Và theo như em biết thì một số gia đình ở Hà Lan họ tự may khẩu trang. Và trên một số hội nhóm của người Việt Nam ở Hà Lan thì cũng có nhiều cô và chị may và phát miễn phí khẩu trang cho mọi người. Thì tình hình diễn biến của dịch Covid-19 ở Pháp đang diễn biến khá là phức tạp. Số lượng ca nhiễm đang ngày một tăng. Ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ điều tốt nhất mình có thể làm đấy chính là cập nhật thông tin thường xuyên và chấp hành nghiêm túc tất cả những biện pháp mà Pháp đang áp dụng để có thể đảm bảo sức khỏe cho bản thân, đồng thời cũng là hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid lần này. Ở Pháp hiện tại thì mọi người có thể đi test, đi kiểm tra, nhưng mà để tránh cho hệ thống y tế ở bên này bị quá tải thì sẽ có một số những cái đối tượng sẽ được ưu tiên, đấy chính là những người mà có triệu chứng bệnh này, những người đã tiếp xúc với ca bệnh Covid, những người đang làm trong hệ thống y tế hay là những người mà sắp tới sẽ cần phẫu thuật chẳng hạn. Công tác khắc phục thiên tai do bão lũ tại các tỉnh miền Trung Việt Nam vẫn đang nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng trong nước và quốc tế. Ngày 9 tháng 11, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, ông Phạm Hùng Tâm, Phó Vụ trưởng phụ trách vụ Đông Nam Á, Nam Á, Nam Thái Bình Dương đã tiếp ngài Prasanna Gamage, đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam để tiếp nhận tượng trưng số tiền là 66,5 triệu đồng do cộng đồng người Sri Lanka tại Việt Nam quyên góp ủng hộ nạn nhân ở các tỉnh bị ảnh hưởng do lở đất, lũ lụt miền Trung thời gian gần đây. Tại buổi tiếp, đại sứ Prasanna Gamage nhấn mạnh số tiền quyên góp được thể hiện tình cảm và sự sẻ chia của nhân dân Sri Lanka với những người bạn Việt Nam thân thiết, đúng như tinh thần quan hệ hữu nghị truyền thống, luôn ủng hộ lẫn nhau giữa hai dân tộc, bày tỏ tin tưởng chính quyền và người dân các địa phương bị ảnh hưởng sẽ sớm vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Ông Phạm Hùng Tâm thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao bày tỏ cảm kích về nghĩa cử quý báu của Đại sứ quán và cộng đồng người Sri Lanka dành cho nhân dân Việt Nam nói chung và đồng bào miền Trung nói riêng. Một tin vui cho du lịch Việt Nam, tổ chức World Travel Awards đã công bố kết quả bình chọn giải thưởng du lịch thế giới WTA lần thứ 27 khu vực châu Á năm 2020 bằng hình thức trực tuyến. Việt Nam vinh dự đứng đầu khu vực châu Á tại cả 3 hạng mục về di sản, ẩm thực và văn hóa. Mặc dù 2020 là một năm khó khăn với ngành du lịch bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu, tuy nhiên Việt Nam tự hào khi tiếp tục khẳng định được sức hút của mình với đông đảo du khách quốc tế. Minh chứng là Việt Nam đã vinh dự được gọi tên chiến thắng trong cuộc bình chọn các hạng mục điểm đến di sản hàng đầu châu Á, điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á và điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch Thế giới lần thứ 27 khu vực châu Á. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Việt Nam đứng đầu khu vực châu Á tại cả 3 hạng mục này. Thưa quý vị, đây là hình ảnh của cậu bé tí hon Đinh Văn Krể, người dân tộc Hơ Rê. Em mắc hội chứng xích keo người lùn đầu chim hiếm gặp do hệ quả của hôn nhân cận huyết. Cách đây 5 năm, trong một lần tới thôn Gò Gia để vận động học trò đến trường, thầy Đặng Văn Cương, hiệu trưởng trường tiểu học bán trú Sơn Ba, khi đó có cơ duyên được gặp em và quyết định đưa em Krể về trường để trực tiếp nuôi dạy. Từ đó, thầy Cương và Krể đã viết nên một câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp về tình thầy trò nơi dẻo cao Quảng Ngãi. Và chiều ngày 9 tháng 11, thầy Cương cho biết Krể qua đời vì đột quỵ. Em ra đi nhưng mãi để lại hình ảnh đẹp về một cậu bé tí hon hay cười cùng tình thầy trò đẹp đẽ. Đây là những hình ảnh được ghi lại năm 2018. Khi ấy, Đinh Văn Krể 10 tuổi, nặng 3,9 kg, cao 60 cm. Kể từ khi ra đời, cuộc sống của cậu bé Krể vô cùng chật vật, không biết nói, không thể giao tiếp với mọi người bình thường. Hàng ngày, em tha thẩn một mình. Năm 2016, thầy Đặng Văn Cương, nguyên hiệu trưởng trường tiểu học dân tộc bán trú Sơn Ba, quyết định đưa Đinh Văn Krể về trường. Krể được đi học bán trú và chỉ trở về nhà vào dịp cuối tuần. Từ đây, thầy Cương và cậu bé tí hon giống như người thân trong một gia đình. Vì là người đặc biệt nên là cái đồ dùng hoặc là mọi thứ là nó đều phải khác biệt. Về cái chế độ ăn của em đó thì đúng ra không có răng thì lại thích ăn cháo, mà đây đằng này em lại không chịu ăn cháo, lại thích ăn cơm. Muốn là ăn giống như các bạn ăn gì mình ăn đấy. Nhưng mà chỉ khác một cái là muốn cho em ăn được đấy thì phải cắt nhỏ nó ra để cho em dễ nhai. Trước khi đưa xuống đây thì em chỉ có một cái áo tròng vào một trong hai, tức là vừa làm áo vừa làm quần. Nhưng đến bây giờ thì em đã có áo, có quần và có cả đôi dép, đôi giày. Giường của thầy cũng là cùng giường của các thầy, hai thầy trò cùng giường. Thế mình tiện một cái nữa là cùng ở phòng để được chăm sóc và giáo dục một số chức năng là nó có điều kiện.
sân trường vắng đi tiếng cười của một cậu trò nhỏ. Thầy Cương vắng đi cậu bé tí hon bên cạnh. Nhưng câu chuyện về lòng tốt, về sự lạc quan và nụ cười của cậu bé tí hon sẽ luôn còn mãi trong tim mọi người. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị có thể xem trực tuyến kênh VTV4 tại địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc tại ứng dụng VTV Go từ khẩu ứng dụng App Store hoặc Google Play. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.